Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2024. Bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch số 37 về triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay được phát động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Tháng hành động được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Trong tháng hành động sẽ diễn ra một số hoạt động như tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động kết hợp với tháng công nhân năm 2024, triển khai các chương trình hành động cụ thể để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Bên cạnh đó, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay còn có các hoạt động về thanh tra, kiểm tra trong một số ngành lĩnh vực để xảy ra nhiều tai nạn lao động, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về những hệ lụy do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra để cảnh báo tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, nhằm kịp thời chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, giá cua thương phẩm trên địa bàn huyện Cái Nước đang ở mức khá cao. Bà con nông dân hết sức phấn khởi và kỳ vọng năm mới tiếp tục sản xuất thành công với mô hình nuôi cua sang canh trong vuông tôm. Hiện cua gạch đang được thương lái thu mua với giá dao động từ 600 đến 700 ngàn đồng một ký tùy loại. Cua y nhất từ 300 đến 350 ngàn đồng và cua y tứ có mức giá 250 đến 280 ngàn đồng. Với giá cua thương phẩm trên thị trường như hiện nay, mô hình nuôi cua sang canh trong vuông tôm cho hiệu quả kinh tế rất cao. Bà con nông dân huyện Cái Nước hết sức phấn khởi bởi vốn đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc và tận dụng nguồn cá tạp trong vuông làm thức ăn cho cua, tiết kiệm chi phí sản xuất. Năm mới 2024, bà con nông dân huyện Cái Nước tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình nuôi cua sang canh trong vuông tôm, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh để tăng năng suất sản lượng thủy sản trên cùng diện tích, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế gia đình và tạo ra sản phẩm cua chất lượng, góp phần tăng cường quảng bá sản phẩm cua Cà Mau. Thưa quý khán giả, phấn khởi trước sự thành công của vụ sản xuất năm 2023, nhiều nông dân tất bật chuẩn bị vụ mùa mới với những kỳ vọng mới, mong một năm đầu xuôi, đuôi lọt, thuận buồm, xuôi gió. Không chỉ có hơn 300 gốc bonsai làm đẹp vườn mang hiệu quả kinh tế, bà Phạm Phương Lan, khóm 3 phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, còn đang tìm hiểu và trồng thêm artiso đông trùng thảo, định hướng tìm đầu ra và phát triển giống cây này tại gia đình. Chỉ từ 3 cây con được tặng ban đầu, sau 3 năm, bà Lan đã ươm cây giống thành công, mở rộng diện tích trồng và duy trì loại cây này. Đến nay đã thu hoạch 3 đợt với khoảng 10 kg đông trùng thảo. Bà Lan cũng nghiên cứu phơi khô đông trùng thảo, định hướng gắn bó tìm đầu ra cho sản phẩm này trong năm 2024. Chào cô, muốn chắc mấy em mấy cháu lại tới nhà cô rồi tiếp cô một phần nào ấy, hỗ trợ đầu ra là cô sẽ trồng nhiều thêm. Bởi vì cây trồng bây giờ cô cũng có bán la gai được hoài à. Người ta biết cái người ta là người ta hãy mua. Thì cô có vô chậu nhỏ đó, cô bán 100 ngàn cái người ta lại hãy mua cái về người ta gây giống ra. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội cũng như là chuyển đổi số, thì đối với những cái mô hình mà phát triển kinh tế thì hội cũng sẽ thứ nhất là sẽ giới thiệu lên các cái trang fanpage của hội, cái nữa là trong hệ thống Zalo của các cái chị hội phụ nữ khóm để mà quảng bá giới thiệu những cái sản phẩm tiềm năng của hội viên phụ nữ, từ đó sẽ giúp cho chị em có được cái đầu ra ổn định để mà phát triển kinh tế gia đình của. Mở cửa đón khách tham quan và mua trái, vườn dưa lưới tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau tiếp tục có một mùa đạt kết quả với những trái dưa được trồng, đảm bảo tiêu chuẩn sạch, ngon. Với diện tích hơn 2.700 m², nhà kính có 49 luống dưa lưới xanh, vàng với khoảng 3.000 dây đang cho trái đồng loạt. Dưa trồng khoảng 2 tháng rưỡi mới đến đợt thu hoạch, mỗi trái đạt khoảng 2,5 kg, quy trình tưới nước bón phân tự động để dưa chín đều, chất lượng cho người tiêu dùng. Khách tham quan là vô là tụi em không lấy vé tiền vé, vô bán trái khách tự lựa trái nào thì trái 100 ngàn thì khách tự lựa, thì muốn bán hết thôi chứ. Cứ trồng tới hoài nói hoài vậy thôi chứ
Dạ, chất lượng thì sạch ạ, nhà kính mình. Năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, chiếm tỷ trọng hơn 32%. Có 17 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt. Năm 2024, ngành phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 5%. Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong cái bối cảnh khó khăn. Tôi cho rằng có được cái kết quả đó thì đó là cái sự cố gắng nỗ lực trước tiên là của bà con nông dân, của cộng đồng doanh nghiệp, rồi của các cấp, các ngành, mà trong đó ngành nông nghiệp phát triển nông thôn là cái ngành là tham mưu, hướng dẫn và chủ trì trong mọi các cái hoạt động. Những chỉ tiêu mới, những định hướng mới cho sự phát triển tiếp tục được đặt ra trong năm mới để ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Để góp phần cho những thành tựu chung chính từ sự nỗ lực vươn lên của mỗi người nông dân trong năm 2024, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại bền vững. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, người lao động có thêm hai kỳ nghỉ gần nhất tiếp đó là nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5. Theo âm lịch năm 2024, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch rơi vào thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Như vậy, năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương một ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Đối với ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, năm nay hai ngày nghỉ này rơi vào ngày thứ Ba, thứ Tư. Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần nên người lao động nghỉ đợt lễ này sẽ không được nghỉ bù. Theo đó, lịch nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2024 sẽ kéo dài 2 ngày, từ thứ Ba ngày 30 tháng 4 đến hết thứ Tư ngày 1 tháng 5. Năm 2024, huyện Ngọc Hiển dự kiến dành nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới gần 500 tỷ đồng. Huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Nguồn vốn dự kiến được đầu tư từ ngân sách trung ương 50 tỷ đồng, ngân sách địa phương 130 tỷ đồng, vốn tín dụng 71 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 180 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn huy động từ nhân dân, cộng đồng xã hội, vốn lồng ghép. Với quyết tâm của huyện, năm 2024, phấn đấu có xã Diên An Đông đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân Ân đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới, Tân Ân Tây đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thị trấn Rạch Gốc đạt 9 trên 9 tiêu chí đô thị văn minh, huyện nông thôn mới đạt 7 trên 9 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài nguồn vốn đầu tư, lãnh đạo các cấp của huyện Ngọc Hiển còn tranh thủ hàng tuần dành ít nhất một ngày xuống cơ sở để nâng cao vai trò cấp ủy chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát huy hiệu quả của sự đồng thuận của nhân dân, tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao mức sống người dân cả vật chất lẫn tinh thần, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Đến nay, huyện Ngọc Hiển có 5 xã xây dựng xã nông thôn mới đạt 77 trên 95 tiêu chí, bình quân đạt 15,4 tiêu chí trên một xã, thị trấn Rạch Gốc đạt 4 trên 9 tiêu chí, huyện nông thôn mới đạt 4 trên 9 tiêu chí. Thưa quý vị, không chỉ là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, Thái Bình còn là cái tên in đậm trong lòng du khách bởi sự hữu tình, thơ mộng. Giờ đây, du khách đến với Thái Bình sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, vào cuộc sống ở một miền quê, tự mình khám phá, tham quan những cảnh đẹp, thưởng thức các món ăn đặc sản nơi đây. Ngoài ra, du khách còn được nghe kể những câu chuyện lịch sử gắn liền với kênh sáng Chắc Băng hay chuyện má sảnh gửi tặng Bác Hồ cây vú sữa miền Nam, được du ngoạn trên sông Trẹm bằng phương tiện thủy. Du lịch Thái Bình còn có nhiều điểm đến khác như các địa chỉ đỏ Phủ Thờ Bác ở xã Trí Lực, đền thờ Du Hùng ở xã Tân Phú, các câu lạc bộ đơn ca tài tử tỏa khắp 11 xã thị trấn, hệ thống du lịch tâm linh ở các điểm chùa hay tham quan vườn nho Nguyễn Thơ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ. Hiện vườn nho có diện tích 7.000 m2 với các loại nho hạ đen, nho kẹo, nho mẫu đơn, nho ngón tay và nho đỏ. Mỗi năm thu hút gần 10.000 lượt khách. Sở thích của em thì đi du lịch thì là sở thích ở miệt vườn. Mỗi khi mà cuối tuần hay gì đó dẫn bạn bè đến, nhưng mà ở đồng quê thì có cái vườn nho
Nguyễn Thơ nè, rồi có rất là thích hợp để chị em mình giải trí cuối tuần cùng gia đình và bạn bè. Thấy phát triển cũng ok, rồi khách tham quan rồi cũng nhiều. Mình sẽ hướng tới cái du lịch sinh thái, kết hợp nhiều cây, có ổi, rồi táo, rồi dừa, là mình đã dừa mình có sẵn hết. Với kết hợp là những cái con mình có sẵn giống như là cá trình, với cá bông tượng là hồi xưa mình có. Thì mình kết hợp là vườn cây, rồi ao cá. Một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Thới Bình là vườn cò Tư Sự ở ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, nơi được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng của huyện. Hiện vườn cò có diện tích gần 10 hectare với hơn 100.000 con chim, cò, dạt, còng cọc được bảo tồn và phát triển tự nhiên. Trong đó có các giống loài quý hiếm bảo tồn trong sách đỏ. Thì, du khách đến vườn cò Tư Sự, chúng ta tham quan những cái cảnh cò về, những cái tổ cò sinh sản, nó đẻ trứng, rồi những chú cò non, nó chưa biết bay, nó chờ cò mẹ mang thức ăn về mớm cho cò non. Thì ngoài dịch vụ thăm cò ra, ở đây có dịch vụ là chúng ta câu cá, cá lóc, cá gô, hoặc là chúng ta giăng lưới trải nghiệm lên để chúng ta tự chế biến. Khi đến tham quan vườn cò thì cảm giác thì thấy thoải mái, như sống lại quê hương, có những đàn cò buổi chiều uống lượng. Và sau những giờ lao động mệt nhọc thì có thể là rủ anh em, bạn bè đến đây thưởng thức những món ăn sinh thái, đặc sản quê hương. Phát triển du lịch sinh thái là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay. Nhu cầu khám phá của du khách ngày càng nhiều. Đây là hướng đi mang tính bền vững cho việc khai thác sâu tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đặc biệt là Biển Bạch Đông là có cái khu du lịch sinh thái là vườn cò hiện có, thì vận động bà con là gìn giữ. Thì Biển Bạch Đông đã xây dựng cái kế hoạch trong thời gian tới là tiếp tục là vận động bà con, tuyên truyền bà con là phát triển cái du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Là một huyện có bề dày về truyền thống cách mạng của tỉnh, có tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế du lịch, huyện Thới Bình định hướng không gian phát triển du lịch gắn với tham quan di tích lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Huyện Thới Bình cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 thu hút khoảng 50.000 lượt khách, trong đó có 10.000 lượt khách lưu trú tại địa phương, hình thành ít nhất 2 điểm du lịch và 5 tour du lịch, tổng thu từ du lịch đạt trên 50 tỷ đồng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.